Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ hai, ngày 23 tháng 9 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí luôn coi trọng việc không chỉ chăm sóc sức khỏe mà còn hỗ trợ cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người gặp khó khăn. Một trong những hoạt động đáng chú ý mà chúng tôi duy trì hàng tuần là chương trình hỗ trợ thiết thực vào sáng thứ hai, cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân ung thư nhằm giảm bớt nỗi lo và giúp bệnh nhân ung thư cảm thấy tự tin hơn trong quá trình hỗ trợ điều trị ung thư. Chúng tôi tổ chức chương trình cắt tóc miễn phí vào mỗi sáng thứ hai. Đây không chỉ là một chương trình thiết thực mà còn là một hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, giúp các bệnh nhân ung thư cảm thấy được chăm sóc và yêu thương hơn trong hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ bánh mì cho bệnh nhân và người nuôi. Chúng tôi hiểu rằng việc chăm sóc người bệnh đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, và đôi khi người nuôi bệnh nhân có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các bữa ăn dinh dưỡng và hợp lý. Để hỗ trợ họ, chúng tôi cung cấp bánh mì miễn phí cho những người nuôi bệnh nhân. Đây là một cách giúp họ có thêm thời gian và sức lực để tập trung vào việc chăm sóc người thân yêu của mình. Hỗ trợ sức ăn chay cho các thầy thuốc và nhân viên. Bên cạnh việc chăm sóc bệnh nhân và người nuôi bệnh, chúng tôi còn quan tâm đến các thầy thuốc và nhân viên y tế của mình. Họ là những người làm việc không ngừng nghỉ để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, và chúng tôi luôn mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho họ. Vì vậy, mỗi sáng thứ hai, chúng tôi cung cấp phần ăn sáng chay miễn phí để họ có thể có bữa ăn nhanh chóng và lành mạnh, giữ cho cơ thể luôn tràn đầy năng lượng trong suốt ngày làm việc. Tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, chúng tôi tin rằng sự quan tâm và hỗ trợ từ cộng đồng không chỉ giúp đỡ những người đang gặp khó khăn mà còn tạo môi trường làm việc và chăm sóc tích cực. Những hoạt động thiết thực như cắt tóc miễn phí, hỗ trợ bánh mì cho người nuôi bệnh nhân và phần ăn sáng chay cho các thầy thuốc và nhân viên là những bước nhỏ nhưng ý nghĩa trong việc xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và yêu thương. Chúng tôi mong rằng những nỗ lực này sẽ mang lại niềm vui và sự an ủi cho tất cả những ai cần đến, và chúng tôi tiếp tục sẽ duy trì và mở rộng những hoạt động ý nghĩa này trong tương lai. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã hỗ trợ các chương trình này. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, trong suốt gần 3 tháng, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã đồng hành cùng ông Nguyễn Phi Sơn, 54 tuổi, ở Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, trong cuộc chiến đầy cam go với căn bệnh ung thư gan di căn. Gia đình ông Nguyễn Phi Sơn từng rơi vào cảnh tuyệt vọng khi nhiều cơ sở y tế đã phải bó tay, khẳng định rằng bệnh tình của ông Nguyễn Phi Sơn đã đến giai đoạn không thể cứu chữa. Khi nhận được tin ông Nguyễn Phi Sơn mắc bệnh ung thư gan di căn, gia đình đã phải trải qua những tháng ngày u ám, cảm giác như đang chờ một điều không thể tránh khỏi. Họ đã tìm kiếm mọi phương pháp hỗ trợ điều trị có thể, nhưng đều nhận được câu trả lời rằng tình trạng của Nguyễn Phi Sơn quá nặng nề. Tuy nhiên, một cơ duyên đã đến với ông Nguyễn Phi Sơn và gia đình, quyết định tìm đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Tại đây, ông Nguyễn Phi Sơn đã nhận được sự chăm sóc tận tâm và những liệu pháp hỗ trợ điều trị ung thư đạt hiệu quả. Kết hợp với các phương pháp y học cổ truyền, đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám đã không chỉ sử dụng những kiến thức y học vững vàng mà còn dành nhiều thời gian để lắng nghe, động viên ông Nguyễn Phi Sơn và gia đình. Những phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư được cá nhân hóa theo tình trạng sức khỏe cụ thể của ông, tạo ra một sự khác biệt rõ rệt. Sau một thời gian ngắn, sức khỏe của ông Nguyễn Phi Sơn đã có những chuyển biến tích cực. Ông Sơn dần phục hồi, cảm thấy cơ thể khỏe mạnh hơn, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Những triệu chứng đó dường như
đã lùi xa và ông Nguyễn Phi Sơn đã bắt đầu tham gia vào các hoạt động hàng ngày với niềm vui mới. Hành trình kỳ diệu này không chỉ cứu sống ông Nguyễn Phi Sơn mà còn đem lại hy vọng cho nhiều bệnh nhân khác đang phải đối mặt với bệnh tật. Phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã trở thành một nơi gửi gắm niềm tin và hy vọng cho những ai đang tìm kiếm ánh sáng trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời. Gia đình ông Nguyễn Phi Sơn xúc động chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ tìm được phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả mà còn tìm thấy niềm tin vào cuộc sống. Phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã trở thành ngọn đèn soi đường cho chúng tôi trong những tháng ngày đen tối. Cuộc sống là một hành trình, và tại phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, hành trình của Nguyễn Phi Sơn đã thêm một trang sử mới, một hành trình của sự sống và niềm tin và hy vọng. Xin trân trọng." Anh có thể cho biết họ tên đến từ đâu? Tên của anh là Nguyễn Bì Sơn, ở Đồng Nai, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Anh cho biết là anh hiện tại mình bệnh gì, triệu chứng là sao, rồi mình đi bệnh viện nào, mình khám bệnh trong thời gian. Thì anh nói về em nè, nói chung là anh bị u gan thời cuối, chung u gan, u ung thư gan á, thời cuối. Mà từ ngày anh lên đến giờ thì nói chung 2 tháng lẻ mấy ngày thì anh đi tái khám được 50%. Tiếp tục theo bây giờ anh cũng chữa thêm 1 tháng nữa, thì anh cũng hy vọng là thêm 1 tháng này nữa thì nói chung nó cũng trọn vẹn cho anh, để anh về với gia đình, để anh cũng ăn thêm cái phát bài của mấy thầy và mấy dì đưa ra, tất cả của cha Tường. Nói chung từ ngày ông phát minh ra cái cháo nano với lại cái thuốc cái này thì rất là hiệu quả. Anh thấy là nói chung từ ngày anh lên đây, anh sự thật ra anh chữa cái ăn cháo này thì rất là ok, anh cũng ăn đúng phát bài đó, thì nói chung ra là khối u anh nó xuống nhiều, rồi lượng máu anh nó cũng gọi là hết, gọi là nói chung là giảm hầu như là hết, muốn hết luôn rồi. Thôi anh cũng rất cảm ơn là bên cha Tường và các thầy, và các dì và các bệnh nhân, là nói chung ra cũng bệnh, người ta bệnh cũng cùng với mình, thì cũng khuyên là một ngày nào đó mấy bệnh nhân cũng cố gắng ăn tiếp theo cái phát bài như anh đó, để cái mau ra viện sớm về đoàn tụ với gia đình. Mà mình về gia đình thì để cố gắng, thì trước hết là mình phải ăn theo cái phác đồ này cho nó đúng á, thì nó tiêu diệt được con virus này, chứ mình về mà ăn tầm bậy vô nữa thì cũng không tốt đâu, nó sẽ lại dập bệnh nữa thì cũng khổ nữa. Thì thôi anh trước hết anh cũng cảm ơn cha Tường và mấy thầy với là mấy vị ở đây, trong các người ở đây phục vụ rất là tốt, anh cũng không bao giờ anh quên. Nếu một ngày này đây nếu mà anh xuất viện, anh cũng phải lên trên ghé trên chỗ cha Tường, rồi mình cũng đi cái lễ nhỏ để mình tạ ơn anh. Thì nói chung là trước hết thì anh cũng cảm ơn tất cả nhà hảo tâm trong trong nước như ngoài nước, nói chung cũng rất cố gắng là ủng hộ cho những người bệnh như chúng tôi, là nói chung có những người nhà hảo tâm như vậy nó mới chung tay được cái tình thương để cho tụi tôi có cái khả năng với là động lực để em ăn cháo, là nói chung ra là tình thương, là đâm ra mình cũng rất là mang ơn nghĩa những cái nhà hảo tâm, tất cả thầy và dì và các nhà hảo tâm trong nước như ngoài nước, tôi cũng rất là cảm ơn rất nhiều. Xin anh có thể cho biết là cái bệnh của anh á là xuất phát đến này là bao nhiêu năm rồi, và cái khám từ đây á, là tại cơ sở nào và họ báo kết quả như thế nào? Nói chung ra là đầu tiên á, là tôi ốm người cái lên đi đi tái khám, đi 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 thử máu, đi gọi là đại khái đi 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 khám, thì lên nhà thương nhiệt đới á, là bác sĩ kêu là khối u tôi lớn quá, thì bây giờ tôi chuyển qua bên trung tâm nhà thương Chợ Rẫy, thì
mình cũng qua nhà thương Chợ Rẫy, bắt đầu đó nhà thương Chợ Rẫy chụp in ra rồi đầy đủ, cũng xét nghiệm đầy đủ luôn. Cái ra bên nhà thương Chợ Rẫy chụp đoán tôi là khối u của anh là trên 10 phân đó, rồi nói chung ra là mình cũng rất là buồn. Thì bác sĩ cũng kêu là mổ mà tụi tôi không kêu, không có mổ được. Thì bây giờ mình cái mổ nó cũng không có hiệu quả gì mấy. Thì tôi gia đình cũng kêu thôi để về đi xuống Trà Tường. Thì từ ngày đó tôi xuống đến nay rồi cũng được, nó thực tế là hôm nay cũng được ngoài hơn 3 tháng rồi. Mà tôi thấy tôi sức khỏe tôi nó rất là ổn định. Vừa rồi 2 tháng lẻ mấy ngày là tôi có đi tái khám ở trên trung tâm Hòa Hảo là được giảm bệnh được 50%. Từ bữa nay tôi cũng đang mới tái khám, ngày mai là ngày thứ 6 tôi mới lấy kết quả tiếp theo nữa. Thì tôi cũng rất mừng. Nói chung ra trước hết tôi cũng có nói hồi nãy là rất là cảm ơn về những cái nhà hảo tâm, rồi bên cha và thầy, các thầy các dì và các bệnh nhân. Thì mình cũng cầu mong các bệnh nhân nếu mà có còn bệnh thì cứ ráng cố gắng ở đây chữa cho nó rất lành. Như tôi cố gắng ăn cháo theo phát bài của thầy cha đưa ra. Xin anh có thể nhận xét các thầy ở đây cũng như các nhân viên, tất cả mọi người ở đây trong quá trình mà hỗ trợ điều trị bệnh ung thư tại đây á, thì anh có thể nhận xét tất cả tổng quan. Nói chung ra mình nhận xét đây là rất là nói thiệt tình ra là từ ngày tôi về đây là mấy thầy và mấy vị ở đây, tất cả nhân viên ở đây tôi nói thiệt với anh thì rất là tốt, người ta nhiệt tình mà chữa và hỗ trợ cho các bệnh nhân như tôi và các bệnh nhân. Tôi thấy tôi nhận xét là rất là nhiệt tình và tôi cảm thấy là quá quá hoan nghênh, chưa có chỗ nào như chỗ này thiệt tình luôn á. Nên tôi cũng cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ mình cũng rất rất bức xúc. Thực tế ra là bất cảm động quá, thì giờ tôi cũng nói xin phép anh là thôi để một ngày nào đây nếu tôi xuất viện tôi cũng lên tôi tạ ơn cho tất cả cái mình cũng có một chút lòng để tạ ơn về cái nơi mà mình từng chữa bệnh đây đó. Thì mình cũng phải mang ơn rất là nhiều. Cảm ơn anh. Dạ. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn cho bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dựng rồi tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không.
Cha Phêrô ơi, Cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi, con thương nhớ đong đầy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không ngôi. Trước lúc đi, Cha dặn cho bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ai yêu thương. Nhưng Cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thủ hoang, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và Cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công tình mà Cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Phòng khám cho con chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Diệt tán căm thù, chia rẽ
đầu, ở đây chưa tràn nguồn vui, đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa tràn nguồn vui, đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa tràn nguồn vui, đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa tràn nguồn vui, đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa tràn nguồn vui. Con ở khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa
chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời. Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim, thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo
phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.